mừng các bạn đến với quê hương Dòng Quyền, một huyện rất là đẹp thuộc tỉnh Kiên Giang. Dưới ao được nuôi rất là nhiều loại cá các bạn, và được gào rất là chắc chắn. Tưới tiêu tự động cũng được trải khắp các bạn. Dưới ao được rất là nhiều loại cá và có nhiều kết cả khác nhau các bạn.
Đây là loại dây giác thuộc dòng họ nho và được mọc rất là nhiều trong tự nhiên vùng quê các bạn. Trái của nó có thể ủ làm rượu được các bạn. Video được thực hiện bởi thành viên công ty Toàn Đạt Dạo Kiên Giang. Nếu thấy hữu ích, các bạn vui lòng chia sẻ hoặc đăng ký theo dõi ủng hộ phát triển kênh các bạn nhé. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.